Kính bạch chư tăng, kính thưa các vị Phật tử, trong buổi nói chuyện với thượng tọa trụ trì sáng nay thì tình cờ chúng tôi có nói một cái chuyện nói nhanh trong một câu, thì dạ cảm ơn. Thượng tọa đề nghị là trưa nay nói chuyện với bà con chuyện đó, mặc dù đối với mấy ông sư với nhau thì nó bình thường, nhưng mà đối với người Phật tử thì có lẽ cái chuyện đó là cái chuyện cần phải nhắc, cần nhắc cho bà con nghe thêm. Đó là tất cả chúng sinh trong cái thế gian này, tất cả chúng sinh trong thế gian này nó gồm có bốn hạng. Cái hạng thứ nhất ấy là chỉ biết có cái thích ghét buồn vui sướng khổ hả, cái hạng đầu tiên á thì chỉ biết có mấy cái chuyện đó, thích và ghét, cả đời chỉ biết thích và ghét. Ví dụ như không riêng gì một loài động vật nào mà rất nhiều loài động vật như vậy sống, nó chỉ biết thích cái gì thì nó đi tìm cái đó, nó ghét cái gì thì nó tránh cái đó, cái gì làm cho nó vui thì nó tìm tới, cái gì làm cho nó khổ thì nó tránh đi. Cái hạng đầu tiên là cái hạng chỉ quan tâm đến cái cảm xúc đấy. Cái hạng thứ hai đó khá hơn một chút, đó là biết được cái đạo lý làm người. Ở đây tôi xài cái tiếng Việt là đạo lý, chứ tôi cũng không chắc là người đó có biết Phật pháp hay không, mà biết đạo lý thì người đó biết làm lành lánh dữ, biết làm lành lánh dữ. Làm lành lánh dữ, nhưng mà trong cái nhóm làm lành lánh dữ thì nó lại có hai. Có những người họ không làm cái điều ác là vì họ sợ khổ, có người họ thích làm điều thiện là vì họ muốn được sướng. Bà con nghe có thấy kỳ không? Thế nào là cái người mà sợ là tránh làm ác mà vì sợ khổ là sao? Đi vào bệnh viện thấy người ta thở thở ống, thức ăn thì thọc vô trong họng thấy ngán quá, rồi thấy đi xe lăn, rồi thấy bị biết một khi bệnh rồi nó đổ ra đủ thứ chuyện. Nói bữa nay cho tôi nói thiệt nha, chứ tôi không có gia đình mà con biết anh em tôi không có gia đình, nhưng mà cho tôi nói hoài, trong đời tôi có hai người mà tôi nể đó. Người thứ nhất là cái người bỏ hết đi tu không có gia đình, mà cái hạng thứ hai mà tôi nể đó là hạng có gia đình. Vậy nghe có kỳ không? Không có gia đình đó, thì tôi nể chỗ là họ họ dám sống cô đơn. Còn cái người mà dám lấy vợ lấy chồng tôi cũng nể luôn, là bởi vì họ dám lấy, bởi vì sợ lắm quý vị, sợ lắm luôn. Ở đây ai có thì biết, mình mà lăn ra mình bệnh một phát đó thì ở đây có người đang nuôi chồng bệnh là thì biết, họ thích thì họ nuôi, mà họ chán họ không nuôi thì mình làm gì nhau. Cái đó tôi là ông sư, tôi có thấy cảnh đó rồi, tôi có thấy bên châu Âu đó. Là ngày nào thì vui vẻ yêu thương, tới lúc một trong hai người lăn ra bệnh họ chăm sóc rất, họ ngán ngán lắm quý vị à. Và mình nằm lâu ngày đó cái nó có mùi, nằm lâu ngày đó cái người nó nóng nảy, nó bực bội, nó làm cho cái người nuôi họ cũng chán nữa đấy. Cho nên có nhiều người khi họ nhìn thấy cái cảnh mà bệnh vậy họ sợ thì họ làm sao, họ không dám dám sát sinh, không không dám sát sinh nữa. Cho nên cái hạng đầu tiên là sống chỉ quan tâm đến cảm xúc, hạng thứ hai là tránh ác là vì sợ khổ, hạng thứ ba làm thiện là vì muốn sướng. Là sao? Nghe đồn là cúng hoa kiếp sau được đẹp, nghe đồn là bố thí kiếp sau được giàu, thế là đi chùa, thế là làm phước bố thí, thế là phục vụ, thế là giữ giới, thế là nghe pháp. Bởi vì tất cả những điều đó họ hy vọng là qua những cái điều đó họ sẽ được cái gì đó trong kiếp sau. Như vậy thì chúng sanh mình thấy các bạn đầu tiên có ba hạng phổ biến. Hạng một là chỉ sống thuần túy cảm xúc thôi. Cái hạng này hay cũng nhiều lắm, nhiều lắm. Ngay cả con người mình tôi thấy cái loại người này cũng nhiều lắm. Tức là cả đời không có quan tâm đến cái chuyện mà làm lành lánh dữ, mà chỉ biết sống cho nó vừa với cảm xúc của mình thôi. Hạng thứ hai tránh cái ác là vì sợ khổ. Hạng thứ ba làm thiện là vì thích sướng. Nhưng mà cái hạng thứ tư là hạng hiếm nhất. Bao nhiêu công đức thực hiện chỉ nhắm đến một lý tưởng duy nhất, đó là kiếp sau đừng có tái sanh nữa.
đừng có đầu thai làm cái gì nữa hết. Bởi vì sao? Vì kinh nói đó, về trời đó sống sướng như tiên đó, đến một cái tuổi nào đó nó hết cái tuổi thọ, nó cũng rớt trở xuống nè, xuống trở trở xuống. Mà khi mà mình tái sanh quẩn quanh trong ba cõi sáu đường ấy, thì cái cơ hội mà mình làm thiện nó rất là ít, mà cơ hội mà làm ác rất là nhiều. Mình biết Phật pháp rồi, vậy mà một ngày trong đời của mình, mỗi ngày cái suy nghĩ bất thiện nó nhiều hơn là suy nghĩ thiện. Nhớ dùm cái đó, mình biết đạo rồi mà còn như vậy thì nói gì là cái người không biết đạo, nói gì là những cái kiếp mà mình làm con này con kia. Trong kinh Hiền Ngu của Trung Bộ Kinh, Phật dạy là một cái chúng sinh mà bị đọa rồi rất là khó đi lên. Là vì sao? Là khi mình mang thân người ấy, thì mình còn thỉnh thoảng biết làm lành lánh dữ. Nhưng mà khi làm những cái con này con kia, như là con giun, con dế, con chim, con cò, con rắn, con cá, thì nó chỉ biết là mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ. Đứa nào mình ăn được thì mình ăn, nuốt được mình nuốt. Chứ còn lúc đó nó không có nghĩ cái chuyện làm lành lánh dữ. Cho nên một khi mà đọa rồi đó, thì cơ hội đi lên rất là khó. Này, chính vì chỗ này cho nên mới ra cái hạng người thứ tư, là chỉ muốn niết bàn thôi, không có muốn sanh tử nữa. Rồi, đó là cái nội dung sơ sơ của bài giảng mà tôi nói. Nhưng mà cái câu nói mà chúng tôi đặc biệt muốn nói đến trưa nay là cái gì? Đó là khi không học giáo lý, hoặc có học mà không có xài cái này, đấy, thì chúng ta không có biết cái chuyện này. Đạo Phật mình á, ngay khi mà mới thành đạo với gốc Bồ Đề, Phật thấy cái lời dạy của Ngài nó đi ngược lại cái dòng đời, nó đi ngược lại cái cách nghĩ của phần đông thiên hạ. Cho nên Ngài có cái, Ngài không có cái lòng hoằng pháp, mà Ngài muốn buông xuôi. Tại sao cái đạo Ngài là đạo ngược dòng đời? Bởi vì người, tôi ví dụ một vài chuyện thôi, các vị thấy là có phải ngược không? Theo trong đạo, theo ngoài đời, theo ngoài đời thì mình nhận nó sướng hơn mình cho, đúng không? Nhưng mà trong kinh mình lại khác. Trong kinh đó mình cho cái sướng hơn mình nhận. Là vì sao? Là vì các vị cho tôi 10.000 đô la thì tôi cảm ơn thiệt, nhưng mà tôi xài hết cái tôi quên rồi. Nhưng mà nếu 10.000 đô la đó mà mình lấy, mình đi qua mình giúp cho Miến Điện, qua bên Châu Phi mình đào giếng, mình trồng cây, mình giúp cho bệnh viện, cái trạm xá y tế bên đó, đó, thì mỗi lần mà mình nhớ tới cái 10.000 đó mình thấy hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó nó kéo dài cho đến khi nào mình bị lẫn thì thôi, khi nào mình bị Alzheimer hoặc mình chết thì thôi. Chứ mỗi lần mình nhớ cái 10.000 mà mình đã bỏ ra đó thì mình sẽ hạnh phúc hơn là cái 10.000 mà mình nhận vào. Đạo Phật nó lạ vậy. Cái lạ thứ hai là tất cả chúng ta đều có khuynh hướng là cầm nắm. Thì Phật dạy thế này, Phật dạy cho mình biết một chuyện rất là kỳ công. Đó là hạnh phúc của hai. Hạnh phúc có, hạnh phúc đến do cái mình có cái gì đó, và hạnh phúc đến do mình không có cái gì đó. Mà người không biết đạo thì cứ nghĩ hạnh phúc nó đến từ cái có thôi. Có tiền, có nhan sắc, có sức khỏe, có tình cảm, có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có bạn, có bè, có quyền lực, có chức vụ, có tiếng tăm, có quan hệ xã hội. Tức là mình nghĩ toàn là chuyện có không. Nhưng mà Đức Phật nói không. Nó có một trường hợp nữa. Nó có một cái thứ hạnh phúc nó đến từ cái không. Không gì? Không bệnh, không nợ. Yeah, rồi còn không gì nữa? Không dính mắc. Cái không dính mắc này mới là quan trọng nè. Cái lời dạy này của Đức Phật là đi ngược dòng đời. Không dính mắc là làm sao? Trong kinh nói dính mắc nó có hai trường hợp. Mình dính mắc do mình ghét và dính mắc do mình thích. Đức Phật gà con nghe tôi nói kịp không? Dính mắc do mình ghét thì có nghĩa là không, dính mắc do mình thích thì dễ nhớ. Cái món đồ tôi thích quá mà tôi cứ chờ nó giảm giá hoài mà nó chịu giảm, nó cứ tối ngày nó trong đầu tôi không mà. Tôi thương một người nào đó mà tôi chưa có dám thổ lộ, chưa có dám nói ra. Nó còn cứ đi theo tôi vào trong giấc ngủ, từ người tới vật, tới phong cảnh, tới sự kiện, sự việc, cái gì mà tôi thích đó, mà tôi chưa có được nó cái ám trong đầu tôi. Trường hợp đó được gọi là dính mắc bằng cái thích. Còn dính mắc bằng cái ghét là sao? Tôi ghét ai, cái người đó quẩn quanh trong đầu tôi hoài, cái đó có không? Tôi từng mất ngủ vì tôi ghét một số người mà tôi này. Tôi từng mất ngủ vì tôi thương người ta, mà tôi cũng từng mất ngủ vì tôi ghét người ta. Tôi biết, tại tôi là phàm nguyên si mà, tôi biết. Mà có cái này, hễ mình thích cái gì thì mình sẽ ghét cái ngược lại. Và khi mình ghét cái gì thì mình sẽ thích cái ngược lại. Nhớ cái lời tôi đi.
Khi ta ghét cái gì thì ta sẽ thích cái ngược lại, và khi ta ghét cái gì ta sẽ thích cái ngược lại, và ta thích cái gì sẽ ghét cái ngược lại. Khi mình thích êm ái thì mình sẽ ghét cái gì mà nó dằn sóc, thô nhám. Mình thích ấm áp thì mình sẽ ghét lạnh lẽo. Mình thích mát mẻ thì mình sẽ ghét cái nóng nực, luôn luôn là như vậy. Cho nên cái phần này dạy hễ còn có thích thì còn có ghét, mà hễ có ghét thì đương nhiên nó phải có thích. Cho nên mình hồi đó giờ mình không có biết Phật pháp, mình tưởng là mình có cái này có cái kia là hạnh phúc. Đức Phật nói không, tất cả cái có chỉ làm cho con khổ thôi, con đừng dính nữa thì con mới hạnh phúc. Đương nhiên, đương nhiên là ở đây nghe cái bài giảng này nó nhức đầu và con mới tin, thì mai mốt rồi bữa nào đụng chuyện thì mới nhớ văng vẳng cái lời của tôi, bớt dính nó bớt khổ. Là vì sao? Là vì khi còn có cái thích thì mình phải đi tìm, tìm không được là khổ, tìm được rồi mắc công giữ là khổ, giữ không được cũng khổ. Còn cái ghét đó làm cho mình khổ chỗ nào? Ghét mà tránh không được là khổ. Mà có mấy ai trong số chúng ta tránh được cái mình ghét và có được cái mình thích? Mình thích bao, mình thích bao nhiêu thứ và mình có được bao nhiêu phần trăm? Mình ghét bao nhiêu thứ và mình tránh được bao nhiêu phần trăm? Cho nên chốt lại, mình theo Phật mình tu cái gì? Mình tu cái này nè. Đức Phật ngài dạy rằng trong cái dòng luân hồi thâm thẳm vô lượng kiếp, sữa mẹ mà mình bú nó nhiều như nước biển, nước mắt và máu mình đổ ra nó nhiều như nước biển. Ngài nói rằng trong suốt cái thời gian đó, mỗi người chúng ta làm rất là nhiều cái thiện nghiệp, rất là nhiều cái ác nghiệp, nhiều lắm luôn. Nhưng đương nhiên cái ác nó nhiều hơn cái thiện, đúng không? Đương nhiên nó nhiều hơn. Cho nên mỗi cái kiếp mình sanh ra là mình phải trả cái nợ cũ, trả liên tục. Và cái người tu là người gì? Người tu là người khi phải trả cái quả xấu, khi nhận cái quả làm tâm vẫn là thiện. Tôi nhắc lại cho dễ nhớ, người có tu có học, khi nhận quả xấu thì lúc quả xấu hay quả lành luôn luôn nhận bằng nhân lành. Người không có tu, khi nhận quả xấu hay quả lành luôn luôn nhận bằng cách là tạo nhân, nhân xấu. Có nghe kịp hơi rối phải không? Hơi rối phải không? Tôi không có tu, tôi không có học, cho nên khi mà tôi nhận cái quả đắng tôi sân, mà khi tôi nhận cái quả ngọt tôi tham. Nếu tôi là một hành giả, dầu lúc tôi nhận quả đắng hay là nhận quả ngọt, tôi luôn luôn nhận nó bằng chánh niệm. Cho nên dầu nhận quả đắng hay quả ngọt thì tôi luôn luôn nhận nó bằng cách là tôi tạo ra cái nhân lành. Còn nếu mà tôi không có tu, không có học, thì mỗi lần tôi nhận quả đắng thì tôi nhận bằng cách là tôi tạo thêm cái nhân xấu mới. Mà khi tôi nhận quả ngọt tôi lại tạo ra nhân xấu mới. Cho nên ngày Lê Đi ngày có nói câu này: khi người ta mắng chúng ta là người ta, khi người ta mắng chúng ta là ta đang nhận cái quả xấu và người kia đang gieo cái nhân xấu. Nếu mà ta nổi sân lên á thì ta vừa nhận cái quả xấu mà ta tiếp tục tạo cái nhân xấu. Có nghe kịp không? Hiểu không? Khi mình bị mắng là mình nhận cái quả xấu và cái người mắng mình nó đang tạo nhân xấu. Mọi việc nó đúng là nó tới đó nó hết rồi. Nhưng mà mình lại khác. Khi mình bị mắng là mình nhận cái nhân xấu và mình nhận nó bằng tâm sân hận, thì lúc bây giờ mình tiếp tục mình tạo ra cái nhân xấu. Như vậy thì mình với người ta lúc đó người ta tạo nhân xấu, mình lại là ta cũng tạo nhân xấu mà cộng thêm cái quả xấu nữa. Cho nên theo trong cái tinh thần của Phật pháp ấy, mình nhận cái gì không quan trọng, mà cái thái độ tâm lý của mình lúc nhận cái đó mới là quan trọng. Trong một cái bài thì tôi có một lớp học ngắn ngày cách đây mấy hôm ở tại nhà, tại cái thách của tôi cách đây mấy hôm, tôi có một cái buổi ngày, buổi dạy 4 hôm ngắn ngày, dạy từ sáng đến chiều, thì nó bắt đầu có nhấn mạnh cái chuyện này. Ngày ở trời đất á, có đêm có ngày, thì tâm hồn của chúng sinh cũng có ngày có đêm. Tôi nên nói lại, trời đất có đêm có ngày có nghĩa là sao? Có 12 tiếng đêm nhỉ, có 12 tiếng ngày. Còn cái tâm hồn của chúng sinh á, thì cũng có ngày có đêm. Nhưng mà cái ngày đêm trong đời, trong cái lòng chúng sinh thì nó nhanh hơn. Có nghĩa là lúc thiện, lúc ác, lúc thiện, lúc ác, lúc thiện. Khi nào mình có lòng lầm thì lúc đó là ngày, khi nào mà mình bất thiện thì đó là đêm. Như vậy thì cái ngày đêm trong lòng của mình ấy, nó
nhanh hơn là cái ngày đêm của trời đất. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh chỗ này, đó là theo trong A Tỳ Đàm ấy, thì A Tỳ Đàm là một trong ba tạng ấy, thì cái tâm thiện và tâm bất thiện nó chỉ khác nhau có một sợi tóc thôi. Tâm thiện là cái thái độ tâm lý tích cực, cái thái độ tâm lý tích cực positive của mình khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trần cảnh. Còn cái tâm bất thiện là cái phản ứng tâm lý tiêu cực khi mình đối diện trần cảnh. Chỉ khác nhau bao nhiêu đó. Và trong kinh Đức Phật dùng hình ảnh thì tuyệt vời. Ngài dạy rằng cái tâm bất thiện ấy nó giống như là một chứng bệnh mà nó làm cho mình mất đi cái vị giác và khứu giác. Biết bà con có nghe hai chữ này hiểu không? Tức là mình taste và mình smell á, lúc mình bị bệnh á, mình không có nhận nó đúng như nó là. Ví dụ như tôi bị bệnh, ngọt, đắng, cay, mặn, cái gì bỏ vô miệng tôi nó cũng nhạt hết. Tôi đang bị bệnh mà cái lưỡi tôi bị đóng. Và có nhiều khi tôi bị bệnh cái mũi tôi không có ngửi mùi được, hoặc là tôi ngửi nó ra nghe ra một cái mùi khác, tôi nghe cái gì nó cũng khác hết á. Đặc biệt là mùa Covid. Có rất nhiều bà con ở trong nước họ cho tôi biết là mùa Covid là cái khứu giác của họ đó, nó rất là kỳ. Họ nghe cái gì nó cũng hôi, hôi một cách đặc biệt. Mùa hôi rất là kỳ lạ. Cho nên trong kinh Đức Phật ngày dạy, khi ta sống bằng tâm phiền não thì cái trạng thái tâm lý của chúng ta trước trần cảnh nó y hệt như là một người bị bệnh vậy đó. Họ cảm nhận thế giới rất là kỳ. Tôi ví dụ nha, khi mình có ý mình thương một người, họ làm sao mình cũng thấy họ đẹp hết á. Họ làm sao mình cũng thấy họ đẹp. Mình thấy cái vạt áo nó nhăn, mình thấy có một chút dơ trên áo, mình thấy họ có cái đôi dép cũ họ mang, mình thấy còn cái cũ, cái dơ, cái nghèo, cái xấu họ mình đều thương được hết. Cái gì cũng thương được. Nhưng mà tới lúc mà mình, cái người mà mình ghét á, mình nhìn họ cái gì mình cũng ghét rồi. Tôi có từng trải qua cái đó tôi biết. Ví dụ tôi từng ghét một người, ghét đến mức mà tôi chỉ nghe cái mùi nước hoa mà nó gần giống cũng bật nữa. Nghe cái mùi mà Chanel No. 5 hoặc mùi Gucci là mình đã ghét rồi. Mà đôi khi một biển người mênh mông mà tại sao mình nghe cái Gucci là mình nhớ các bạn. Mình thấy cái đôi dép mà để trước cửa kính điện, mình thấy đôi dép giống là dép bạn là mình ghét rồi. Cho nên mà thật ra nó đôi dép nó chỉ là đôi dép, nó đâu có tội tình gì đâu. Nhưng mà chỉ vì mình ghét hoặc mình thích một người, mình bèn dán là nó một cái label, dán là nó một cái label để mà thương, để mình ghét. Cho nên Phật dạy khi mà mình sống với phiền não, có nghĩa là lúc đó cái khứu giác và cái vị giác tinh thần của mình đó, nó bị hư rồi. Mình không nhìn nó như nó là. Như vậy là mình khổ. Như vậy là mình khổ. Và tôi chốt lại cái nội dung mà bài giảng trên đây ấy, là cái chuyện mà chúng ta nhận quả lành hay quả khổ, quả thật lành hay là quả sướng, nó không quan trọng. Mà nó quan trọng chính là cái thái độ tâm lý của mình trước cái đó. Cái đó mới là quan trọng. Nghe kịp không? Cái thái độ tâm lý, cái phản ứng tâm lý của mình trước cái đó mới là quan trọng. Mà khi mà mình có vấn đề thì mình nhìn cái gì cũng có vấn đề. Như tôi nhớ các bạn đó, bà đi vô trong cái chỗ triển lãm ấy, thì bà thấy tranh vẽ rất là đẹp. Nhưng mà đi tới cái chỗ kia, bà thấy cái bức tranh vẽ cái bà nào xấu quá. Thì bà mới hỏi một họa sĩ, hỏi tại sao cái bà này xấu quá mà vẽ làm chi. Thì ông họa sĩ nói không, cái đó là tấm gương. Các bạn nghe có hiểu gì không? Rồi một chuyện nữa là cái ông nhà quê cả đời ông không bao giờ ông thấy tấm gương hết á. Thì bữa đó ông đi bán lúa, ông mua được cái tấm gương, ông về ông giấu được cái mái lá, ông thích lắm. Thì mỗi ngày mà ông sợ vợ con làm bể, mỗi ngày ông bắt cái thang lên, ông sơ gương. Ông coi ông thấy ông thích quá, ông thấy sao mà ông già mình hồi trẻ mà lại có ai để hình ông già mình còn trẻ mà trong đây hay quá. Thì mỗi ngày ông bắt cái thang lên, ông coi. Thì bữa đó ông đi vắng nhà, thì bà vợ ông tò mò, bà cũng bắt thang mà leo lên mới coi cái gì. Bà mà bắt thang mới leo lên mới nói trời ơi, con nhỏ này xấu quá mà ngày nào cũng lên coi. Cái này hiểu câu chuyện này không? Khi mà chúng ta có một cái gương mặt xấu thì chúng ta nhìn đâu nó cũng xấu hết. Còn như cái bà đó, bà ra bà nói bác sĩ, bà nói tôi bị cái gì mà tôi rờ đâu nó cũng đau. Bác sĩ khám chụp hình x-ray MRI đủ thứ, thử đàm, thử máu, thử phân, thử nước tiểu cũng ra. Cuối cùng thì người ta phát hiện ra tại bà đau ngón tay. Cái ngón tay bị đau nó rờ đâu nó cũng đau hết. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái trạng thái
tâm bất thiện nó làm cho cái khứu giác và cái vị giác tâm lý của mình nó bị hư. Chỉ vậy thôi. Và khi mình biết đạo thì sao? Khi mình biết đạo là mình phải có cái nhìn trung thực. Tôi biết cái này rất là khó, nhưng phải tập thôi. Tôi nói hoài, không hề có một cái lời dạy nào của Phật, không hề có một lời giảng nào của Phật mà không cần thực tập. Chuyện đó không có. Không có. Không có lời dạy nào của Ngài mà không cần thực tập. Ví dụ ngày kia mình tu tâm từ, ngày kia mình bố thí, ngày kia mình ngồi thiền, ngày kia mình sống chánh niệm, thì không có cái lời dạy nào mà không cần thực tập hết. Chuyện đó không có. Không bao giờ có. Tôi bảo đảm. Bởi vì nếu mà lời Phật không cần thực tập mà mình vẫn an lạc, thì mình cứ bỏ tiền ra mình thỉnh nguyên một cái tủ đại tạng, tủ tâm tạng, mình để nhà cái gì người nó khỏe, đúng không? Tôi không có tập yoga, tôi không có tập khí công, tôi chỉ mua mấy cái hình mà có mấy người tập, bây giờ tôi dán trong phòng tôi có khỏe hơn. Thậm chí tôi mua nguyên cái treadmill giờ tôi để trong phòng tôi có 6 muối không? Tôi để rồi, trong người tôi toàn là hột, không làm gì có muối. Không tập thì làm gì có muối, hột không? Cho nên tôi chốt lại cái bài giảng kia là tôi nói cái gì? Những thứ mà ta nhận được không quan trọng, mà cái quan trọng chính là bản thân ta đón nhận nó ra sao, và chính cái thái độ đón nhận của mình được gọi là tu tập. Và một chuyện quan trọng nữa tôi nói trước khi tôi ngưng lại cho bà con đi về. Xưa nay chưa có biết đạo, gọi là biết sương sương, biết sơ sơ, mình cứ tưởng là phải đi chùa gặp tăng ni và có lễ lớn mới làm công đức. Xin lỗi. No. Đi chùa gặp tăng ni lễ Phật là một trong nhiều cách làm công đức, mà mình quên rằng là ngoài cái trang nghiêm của chánh điện ra, ở bất cứ nơi nào mà mình sống bằng tâm lành thì ở nơi đó nó đều là đạo tràng thanh tịnh. Ở nơi đó mình đang làm công đức. Thế nào các vị cũng nghi ngờ, biết cái này ông nói hay kinh nói? Dạ kinh nói. Các vị về mở giùm tôi cái kinh Trung Bộ ấy, kinh đại niệm xứ trong Trung Bộ, và có nói như vậy không? Vị tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác, khi đắp y, khi mang bát, khi bước tới, khi bước lui, khi đưa mắt nhìn điểm này sang điểm nọ, và tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác trong lúc đi đại tiện và tiểu tiện. Còn trong kinh có nói hay là tôi nói? Thì bất cứ lúc nào mà ta sống bằng cái chánh niệm, bằng trí tuệ, thì ngay lúc đó ta đang làm công đức. Còn hồi đó giờ mình cứ nghe nói công đức có nghĩa là phải tốn tiền mới là công đức, phải có khối nhang hương đăng mới là công đức, phải có tượng Phật, phải có chánh điện, phải có đạo tràng trang nghiêm, phải có tăng ni chứng minh mới là công đức. Đúng, không có sai, nhưng đó là một phần thôi. Một năm mình có bao nhiêu cơ hội mình đi chùa? Cái cơ hội để mà mình làm công đức nó nhiều dữ lắm. Ăn đua do mình có nhận ra hay không, đó chính là những giây phút của sống chánh niệm. Sống chánh niệm là cái gì? Khát nước, biết mình đang khát. Bước đi, biết trong một sự thận trọng, biết rõ mình đang bước đi. Cầm chai nước, biết là cầm. Vặn cái nắp, biết là vặn. Uống, biết là uống. Để xuống, biết để xuống. Vặn lại, biết vặn lại. Chỉ làm ơn làm dùm tôi cái đó thôi. Đó là chánh niệm. Mà trong lúc mà đang làm những cái chuyện đó, đang tỉnh thức, đang mindfulness, đang chánh niệm liên tục như vậy, thì lúc đấy mình có một cái gì đó xuất hiện trong đầu của mình, như là mình chợt nhớ đến một người nào đó mà mình giận, thì mình chỉ ghi nhận đây là tâm sân. Tâm sân, mình chỉ biết tâm sân đang có mặt thôi. Rồi mình tiếp tục mình quay trở lại công việc của mình. Mình tiếp tục mình cũng lặt rau, rồi mình cũng sắc hành, sắc tỏi, rửa chén bình thường. Nhưng mà trong lúc mình đang làm với tất cả cái chánh niệm như vậy đó, mà nó có một cái tâm bất thiện nào đó, có cái móng tâm, có một cái vọng tưởng nào đó, nó có mặt thì mình biết liền đây là tham, đây là sân. Như vậy thôi. Đó là công đức. Mà vấn đề là phần lớn không có tin. Phần lớn không có tin đó là tu. Nó xui xui vô đó. Nó cũng giống như thế này. Tôi thấy cái vị bụng to mà ọc ạch mà tiếp, tôi mới nói thôi bây giờ ăn kiêng đi, đừng ăn red meat nữa, nên ăn nhiều rau trái. Sau 6 giờ không có nên ăn đồ nặng. Sau 6 giờ chiều nên ngủ với cái tâm rỗng, mà nên thức với cái tâm, với cái bụng, nên thức với tâm rỗng mà nên ngủ với cái bụng trống. Đó là của thiền, nhà thiền dạy đó. Nên thức với tâm rỗng là sao? Không hờn giận ai hết, không tiếc nuối thương nhớ, thương thích cái gì thì đó gọi là thích, là gọi là thức. Thức với tâm rỗng. Ngủ với bụng trống là sao?
là sau 6 giờ đừng có để bụng mình nó phải nặng nề, nó là chỉ có bệnh thôi nha. Rồi thì tôi nói, tôi thấy các vị bệnh tôi nhắc nói câu à, đừng ăn sau 6 giờ đêm, nên ăn nhiều rau trái trong ngày, uống nhiều nước như có thể, và thường xuyên tập thể dục, bảo đảm các vị khỏe. Thì các vị nghe các vị không mất tin, vì các vị nghĩ đó, tại sao nó đơn giản như vậy, nhưng vấn đề các vị không có thực tập. Khi mình không thực tập mình nghe vậy mình không có tin. Thế là tôi biết có nhiều người ấy, tôi biết tôi nói câu này tôi giúp cho rất là nhiều người. Có lẽ những người nghe lại ở trong nước họ sẽ nếu mà họ nghe được cái này họ làm họ sẽ được lớn lắm. Rất nhiều người Việt Nam không biết uống thuốc bổ. Thuốc bổ và thức ăn mà bổ dưỡng nó có hai. Một là bổ dưỡng, hai là bổ sung. Các bạn biết cái chữ supplement của tiếng Mỹ không? Supplement. Bổ sung với bổ dưỡng nó khác không? Khác. Bổ dưỡng là cái giống gì bổ là mình giọng vô họng mình hát, đó gọi là bổ dưỡng. Còn bổ sung là gì? Là bác sĩ nói Du thiếu cái gì thì Du bèn fill up cái đó. Cho nên rất nhiều người Việt Nam không có biết giữ sức khỏe, cứ khi có tiền một chút là ăn yến, ăn sâm, ăn đông trùng hạ thảo, kiếm cái gì nó càng lạ, nó càng độc, nó càng mắc, nó càng ít đụng hàng, đem về giọng vô vô trong họng. Tôi họ quên rằng đơn giản giùm em, kiêng thịt đỏ giùm em, không ăn đồ chiên, xào, nướng, phần lớn ăn đồ hấp, đồ luộc, chỉ ăn đồ hấp, đồ luộc. Buổi đầu rất khó ăn, nhưng mà lâu ngày nó sẽ ăn được. Thì những ai mà không có thực tập á, nghe những cái điều này nè rất là khó tin. Ở đây Phật Pháp y chang như vậy đó. Cái phần ngày dạy mình sống chánh niệm mình không tin, thấy đơn giản quá. Mình thích tu cái pháp môn nào mà nó mù mịt, nó mơ hồ, không có hiểu. Có biết tôi nói, các bạn hiểu tôi nói gì không? Thích đi tụng niệm những cái mà mình không hiểu á, khoái lắm, biết nghĩ nó linh. Nhưng mà thật ra cái đạo Phật là cái đạo sáng trưng như ban ngày. Cho nên cái pháp môn nào mà nó sáng trưng thì khi mình đắc đạo mình sáng trưng. Còn cái pháp môn nào mà nó mù mờ đó thì tới hậu vị đắc cái gì nó tối thui đó, các vị hiểu không? Cho nên tôi mong rằng bài giảng này đắn đắt thôi, nhưng mà nhắc chừng là bà con nhớ dùm mấy chuyện. Thứ nhất đó là đời ta sướng khổ không quan trọng, quan trọng là cái phản ứng của ta, cái reaction của chúng ta trước cái sướng khổ, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, cho ra nó không có sướng mà nhận vào không có sướng mà cho ra. Cái thứ ba, hạnh phúc có đến từ hai nguồn, nguồn có và nguồn không. Xưa nay ta chỉ biết cái chuyện có mới hạnh phúc, bây giờ học thêm một cái thứ hạnh phúc nữa, đó là hạnh phúc đến từ cái không. Không thích, không ghét, không bận tâm, không nặng lòng. Và sau cùng làm ơn nhớ dùm cái cơ hội làm công đức, nó có ở mọi nơi và mọi lúc, chứ không phải đợi đến một cái giây phút đặc biệt, một thời điểm đặc biệt, một cái nơi chốn đặc biệt nào đó mới là tu tập được. Thì đó là một cái suy nghĩ rất là đáng tiếc nha. Ok, chúc các vị một ngày vui và hồi hướng công đức cho tất cả thân nhân của chúng ta cùng vô lượng chúng sinh. Yeah.